Đây, củi đây. Muốn lấy được củi bằng cách nào? Rất là chua. Đây, ba anh này, anh Xuyên, anh Sim và anh Úc. Đó, hãy chui vô cái vòng này và phải đẩy. Đẩy được 2 trên 3 anh thì mới lấy được củi. Em có một cái nhiệm vụ là phải rèn một cái con dao. 10 phút để học chính thức. Bắt đầu cái cào này, cái nêm củi này, cái liềm pháp này, lưỡi búa tày, dao tay chuối này, dao pháp này, quay hàn rồi. Đây là lưỡi cúc bàn, chẻng, búa rìu. Trong quá trình mình dàn xong rồi mình sẽ ra đây mình mài. Bên này là tạo dáng xong bắt đầu mài cho nó. Xong rồi mình mài, bên này mình mài bén, bén xong vào tôi. 40 phút, bắt đầu. Rồi mình bắt đi, đập này trước đi. Anh ngồi chơi đi, anh ngồi chơi đi, tí nữa em sẽ đẩy anh. Anh cứ ngồi đó đây. Em đang nghĩ tới phương án làm sao mà em có được củi đây. Show me. Stop, stop. Okay. Right, up, up. Right a bit, right. Right. Turn right. That's it. Up, up, up. There, there, there. Vì đang làm cái cán để gắm cái chùi dao vô. Mình đã lấy được một thứ rất là quan trọng là lửa. Bây giờ tới phần giã gạo. Ok, you and me, time to learn why we do it. Luck. Hả? Luck. Luck? Yeah. Luck? Do like this. Your turn and my turn. Your turn, my turn. Luck. 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 A car. Like. A soup. A soup. Okay, from the beginning. Like. A soup. A car. More rock. Like murder, mơ rắc. Mơ rắc. Yeah. Mơ rắc. Yeah, okay. Okay. Chết rồi. Written, keep going on. A soup, a car. Like, a car, a soup. No, 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 no. Just five name I gave you. Mơ rắc. A soup. Mơ rắc. Em học cách deal of the face, which then you will have to... Tamara, help me put the rice out. A soup, modra. You learn and take it out, please. Bây giờ tới phần em với anh đẩy. Anh nào thương tình nhất thì vô đây trước. Đếm. Rồi được mọi người. Niềm phát. Niềm phát. Right.
Cảm ơn khách rất nhiều. Một phút. Ok, give me the bamboo. Bỏ như vậy hả? Ba, hai, một, thời gian kết thúc. Bây giờ đến phần thi trí nhớ của Emma. But first, to help you concentrate. Okay, ready? Mời anh. With you. Go. Lưỡi sáng. Lấy quốc bàn. Que hàn. Phát. Dao thái chuối. Cái liềm pháp. Lưỡi búa xài. Nêm cuối. You think you got all of them right? Yeah, I'm confident. Ba, hai, một, hết. Dưới màn sương mờ, năm vị giám khảo xuất hiện kiểm tra ngôn ngữ của Tamara. Và ban giám khảo chúng ta gồm có anh Trụ, anh Sim, anh Xuyên, anh Út và chị Duyên. Bây giờ sẽ bắt đầu phần ngôn ngữ. So we start with the first. Lái. Second. Air car. Okay. Air soup. Okay. Number four. Could you? Okay. Madras. Okay. Rồi đó, mình có 5 điểm rồi đó. Number 6. Front pack. Okay. 7. Good one. Yes. Nearly. Huh? You? Do. You? Gung gung. Yes. Got it? Yes, that's it. Yes. Chúc mừng bạn đã đáy đúng 10 đồ vật trong này đã yêu cầu. 10 points. Nhưng bây giờ có một phần nữa. Cha đi xem con dao của... Vì đấy quên ngoài kia rồi. À, ok. Thế thì đi xem. À, cái này hả? Dạ. Cái này quá chuyên nghiệp. Đưa cây thật đi. Nhanh. Đây là dao chỉ chém một lần. Hồi nãy thì mài méo con dao qua bên luôn á. Giờ phải mài đi mài lại rất là nhiều. Nếu mà giờ nhìn kỹ thì con dao này nó sẽ không có thẳng mà nó cong. Vì sợ là cái đó nó sẽ không làm, sẽ làm cho con dao này chém không được. Chém cái này là 5 điểm. Chém cái này là 10 điểm. Mía. Mười điểm phần của Emma, 10 điểm phần của Phi là tổng số 20 điểm. Chúng ta có chị Hà. Chị Hà tham gia vào phần làm ban giám khảo cho phần nấu cơm tuyệt vời của Khương Ngọc. Phần nấu cơm này được chấm điểm như sau. Đây là bông, đây là trái bông. Đó. Nếu chị mở ống trúc ra, chị thấy cơm mà chín mà chị cảm thấy tốt, chị bóc cho em quả bông hồng. Trung bình chị bóc bông xanh. Rồi bây giờ em mời chị. Được cái trời.
tử xong rồi mới nói ra cảm tưởng của mình nha. Chị thơm mà. Không. Tức chết luôn. Em không nhìn thấy gì đâu, chị bóc đi. Nhắm mắt lại. Dạ. Yeah. Một, hai, ba. Và sau thử thách này, Khương Ngọc được thêm 20 điểm. Chìa khóa để có thể đem lại sự thành công cho đội chơi trong nhiệm vụ nấu cơm lam đó chính là việc phải vượt qua những thử thách nhỏ để nhận được những nguyên vật liệu nhanh nhất có thể đảm bảo trong khoảng thời gian cần thiết để nhóm lửa và phần gạo trong ấm nứa kịp chín tới. Thông minh, nhanh trí, phối hợp ăn ý, tập trung cao độ và nỗ lực hết sức mình và khéo léo đó chính là những bí quyết để Khương Ngọc và Tamara có thể vượt qua được cuộc nhiệm vụ khó nhằn này, nhớ được 7/13 tên huyện của tỉnh Đắk Lắk và có được món cơm lam thơm dẻo vừa chín tới, thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo người địa phương. Khương Ngọc và Tamara đã xuất sắc có trọn vẹn được 20 điểm, không chịu thua. Hoàng Phi và Emma cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lò rèn của đội mình trong vòng 30 phút rèn được một con dao. Tuy hình dáng không được đẹp mắt nhưng cũng đã chém được một cây mía theo yêu cầu. Còn thành viên nước ngoài nhớ và phân biệt được tên tiếng Việt của 10 loại nông cụ khác nhau, có trọn vẹn số điểm, đảm bảo khoảng cách an toàn trên tổng điểm tích lũy. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, dạ, em mời anh chị. Đó, dạ, em mời anh. Dạ, em mời anh. Dạ. Dạ, ăn kẹo cho nhớ em nha. Dạ, 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 em cảm ơn chị.